Đã gần một năm trôi qua, nhưng những hình ảnh ở phố thời trang trên đường Nguyễn Trãi ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vẫn không có nhiều thay đổi. Vào thời điểm tháng 11 năm 2023, dễ dàng được nghe những lời thở than về tình trạng buôn bán không mấy khá khẩm của các chủ cửa hàng nơi đây. Ban ngày, nhiều các cửa hàng quần áo chẳng có mấy khách ghé mua sắm. Đêm xuống, dưới ánh đèn tuy có phần nhộn nhịp hơn nhưng cũng không khá khẩm. Nhân viên phải đứng cửa tiệm để níu chân khách hàng, thậm chí là bắt ghế ngồi ngay gần đường để đón chờ khách ghé mua. Rõ thì chắc chắn em có rõ là tại ấy tiền nhà quên trước hay là nách qua nói chung là ở rõ cái khó khăn à. Rõ thì đâu nói chung là rõ lắm nhưng mà bọn phải cố gắng như tiền. Bây giờ cũng đang thấy sao ta? Giữa tháng 5 năm 2024, không khó để thấy rằng tình trạng buôn bán không mấy tiến triển. Người mua hàng cũng chỉ lác đác ghé thăm vài cửa hàng, kéo theo đó số lượng biển hiệu trả mặt bằng và cho thuê mặt bằng vẫn cứ tiếp tục tăng. Ế cũng năm ngoái năm nay rồi. Thì ở đây ế rồi đó, bán chịu không nổi, phải trả. Chị Bích Ngọc, chủ cửa hàng quần áo tại đây cho biết sắp trả mặt bằng do ít khách mua hàng kể từ năm 2023 đến nay. Mặc dù chị đã được người chủ cho thuê mặt bằng giảm giá 3 tháng nay, thế nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh vắng khách. Ở đây thì chủ nhà cũng giảm được một ít thôi, giảm cũng như 3 tháng, giảm cho 3 tháng. Mà 3 tháng đó mình bán không được thì người ta tăng lên rồi trở lại, còn bán ế thì chắc người ta cũng giảm rồi nhưng mà bán cũng không nổi. Dù được gọi là phố thời trang từng rất sầm uất, thế nhưng giờ đây không riêng gì cửa hàng của chị Bích Ngọc mà xung quanh đó những cửa hàng thời trang khác cũng biến mất dần. Và thay vào đó chính là những biển hiệu cho thuê mặt bằng được dán chằng chịt khắp nơi. Khi được hỏi về lý do ế khách, chị Ngọc chia sẻ một phần nguyên nhân là do hiện nay nhiều người chọn mua hàng trực tuyến thay vì đến cửa hàng như trước kia. Giờ đa phần mọi người mua hàng online hết trơn rồi. Mua vô shop ít ai mua lắm. Bán nhiều lúc tới sáng hả, từ sáng mở cửa mà tới 5-6 giờ chị mới mở hàng. Bán không ai mua hết, mua trên online hết rồi. Đa phần giá mặt bằng cho thuê tại đây vẫn khá cao, trong khi đó các chủ cửa hàng lại không thể kiếm được nhiều lợi nhuận do ít khách ghé mua hàng nên dẫn đến việc trả mặt bằng ngày một nhiều. Bên cạnh đó, những chủ cho thuê mặt bằng cũng tìm bỏi mắt khách thuê bằng cách dán đủ thông báo, treo biển, cho thuê hàng loạt.